Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn backup 12 chuỗi bảo mật từ dí coi 98 sang dí mắt wallet các bạn, để chạy trên nền tảng của Terra để sau này các bạn claim con STT này các bạn. Thì để backup được thì các bạn mở địa chỉ coi dí coi 98 của tất cả các bạn ra nè các bạn. Phải các bạn. Rồi. Thì các bạn nhấp vào một cài đặt nha tất cả các bạn. Sau khi bấm vào một cài đặt xong thì các bạn bấm vào một 30 cây nè các bạn. Quản lý ví được các bạn. Rồi các bạn bấm vào quản lý tất cả nè các bạn. Sau đó thì các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn tìm một cái mạng là Terra nè các bạn. Hình tròn tròn hình Terra nè các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Sau khi nhấp vào thì nó có hiện một cái chữ chìa khóa nè các bạn. Hiện chữ là 30 cây nè. Các bạn nhấp vào các bạn. Sau khi nhấp vào thì các bạn xác nhận mã pin trên ví coi 98. Các bạn thì sẽ hiện ra 12 chuỗi cụm từ 12 hoặc là 24 chuỗi cụm từ khớp phụng dí của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn copy 12 chuỗi cụm từ đó nha các bạn. Sau khi các bạn copy 12 chuỗi cụm từ đó xong thì các bạn click phần link mô tả với mình, các bạn download về một cái dí có tên là Mat Wallet nè các bạn. Cái dí này các bạn connect với dự án satator.io mới được nha các bạn. Thôi các bạn mở địa chỉ dí ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào chấp nhận điều khoản nữa các bạn. Rồi bạn bấm xác nhận nè các bạn. Sau đó thì nó có rất là nhiều mạng nè các bạn. Rồi nha bạn, sau khi các bạn mở ví xong thì các bạn lướt qua nè các bạn. Các bạn tìm một cái địa chỉ ví là Terra nè các bạn. Các bạn nhấp vào nè các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào nhập khẩu ví nè các bạn. Một dòng thứ hai nha các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào mục nhập qua cụm từ ghi nhớ nè. Rồi, các bạn dán 12 chuỗi bảo mật các bạn đã copy bên ví coi 98 vào nha các bạn. Rồi sau đó các bạn đặt tên ví nè. Ví dụ như Terra thì các bạn tự đặt nha các bạn. Rồi nha các bạn. Rồi các bạn nhập tên ví xong nè. Terra rồi các bạn nhập mật khẩu, xác nhận mật khẩu rồi bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bấm nhập khẩu ví nè. Rồi, như vậy là mình đã backup được một cái địa chỉ ví trên coi 98 sang ví Mat Wallet nha các bạn. Thì để connect được thì các bạn cần copy cái phần link app Tater nè các bạn. Thì ra nè. Rồi các bạn dán vào địa chỉ ví Mat Wallet của tất cả các bạn nha bạn. Để các bạn connect nha bạn. Rồi ta. Các bạn vào một dash nè. Các bạn nhấp vào đây nè. Bạn dán vào rồi các bạn bấm connect nha tất cả các bạn. Các bạn xác nhận bên thứ ba nè. Rồi, sau khi các bạn xác nhận bên thứ ba xong thì tự động nó connect ví cho tất cả các bạn luôn các bạn. Mình chưa connect. Rồi bạn nhấp vào một wallet nè, các bạn connect nè. Không được ta. Các bạn chọn connect Terra xanh. Được không biết nữa. Đây còn hiện địa chỉ ví mình chưa. Rồi như vậy là được các bạn, mình đã connect xong nè. Rồi thì chương trình này góp nó thì theo thông báo nó còn 11 ngày 5 giờ nữa thì những bên nào đã có trong danh sách thì các bạn vào claim nha các bạn. Thì hiện tại tóc cần XTT này giá là gần 8 đô cho một tóc cần nè các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần có phí chuyển là phí claim là con tóc cần Luna nha các bạn. Thì tóc cần Luna này các bạn cần phải mua trên sàn Binance nha các bạn. Thì sau này claim như thế nào hoặc là thông tin như thế nào mình sẽ làm một cái video update cho các bạn nha bạn. Luna, hiện tại tóc cần Luna đó cho chạy qua USDT, BRT và BNB nè. Thì các bạn có BNB các bạn nạp vào rồi các bạn chạy qua quá. Các bạn mua tóc cần Luna nè. Hiện tại một tóc cần Luna khoảng 35 đô ạ. Rồi, vậy là video mình đã cập nhật cho tất cả các bạn một claim dự án STT đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.